ơi mẹ, hôm qua như các bạn của con bảo mẹ ở trên TikTok mẹ xinh lắm nhưng ngoài đời mẹ béo. Bạn con bảo thế á? Đang ăn tối, con gái mắt các bạn chê mẹ béo không đẹp như trên TikTok khiến người mẹ dở khóc dở cười. Thế đó, trong lúc cả nhà đang ăn cơm cùng nhau thì cô con gái lớn hồn nhiên kể với mẹ rằng những người bạn đồng trang lứa trong một lần tình cờ nhìn thấy người mẹ đến trường để đón con nên đã phát hiện ra rằng người mẹ không hề giống như trên tóp tóp mà có phần đầy đặn, có da, có thịt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, thay vì đứng kể về phía của mẹ mình thì cô con gái lớn nó thật thà khai nhận với các bạn một cách gãy gọn và dứt khoát, một cách vô cùng tự hào mà không cần phải suy nghĩ. À, con trả lời như nào? Mẹ chính á. Mẹ chính á. Cái ơi. Bố, thế sao không cãi mà mẹ ác đồ mà ác, mẹ bảo mẹ sinh thật. Hôm qua mẹ đón con là mẹ quên không trắc điểm thôi, bảo các bạn thế. Nhớ chưa? Đừng có nói lộ là mẹ chỉnh áp, nhớ chưa? Nhá. Mẹ có chỉnh áp đâu. Con thấy mẹ chỉnh áp luôn cả. Câu trả lời 7 phần thật thà, 3 phần ngây thơ của cô bé đã khiến cho người mẹ không nhịn được cười mà phá lên cười sặc sụa ngay trên mâm cơm. Thậm chí đứa con gái còn khẳng định là mình không hề nói sai vì chính mắt em nhiều lần nhìn thấy mẹ chỉnh áp filter thật. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip cũng đã không nhịn được mà cười ra nước mắt trước câu trả lời của bé gái. Có người còn tò mò vào trang cá nhân của người mẹ để xem thử và cuối cùng kết luận bé gái đã có nhận định vô cùng chính xác. Một số bình luận được mọi người để lại: con gái ơi, con nói vậy là làm lộ hết bí mật của mẹ rồi. Đôi khi thành thật quá nó cũng không tốt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.